Xin chào quý vị các bạn, em bên nguồn máy.com hôm nay em giới thiệu các bác về cái bộ cắt mát mà mini. Cái loại này cắt mát dòng là dùng điện 12V mà con này là sử dụng 200A các bác nhé. Còn cái loại như thế này là loại mà lớn hơn là 500A đấy, để cho các bác so sánh. Cái loại này thì giá bên em bán là 320.000 cho gồm tiền ship. Các bác có thể mua ở website nguồn máy hoặc là lên Shopee của bên em. Cái loại này thì đắt hơn, cái loại này thì nó từ 600.000, 800.000 rồi đến 900.000 là cái loại mà có thêm cái điều khiển, dùng điều khiển và điều khiển bằng điện thoại được, dùng app điện thoại. Chúng ta phải quên điều khiển mà chúng ta có dùng mở điện thoại, chúng ta có thể điều khiển bình thường. Thế em sẽ hướng dẫn các bạn là các bác lắp cái này đầu tiên. Thế cái này thì trên cái này thì nó sẽ có trong cái này thì nó sẽ đi kèm theo một tờ sách hướng dẫn các bác nhé, một tờ sách hướng dẫn thì chúng ta có thể mở ra. Thế các bác mà chưa xem video thì các bác mở ra để xác định cho nó dễ. Thế video này thì nó sẽ có luôn các bác sử dụng lắp như thế nào. Đấy, trong cái này thì nó sẽ quy định luôn. Đấy, các bác lắp điện 12V vào này. Đấy, cái này nó sẽ dòng mà tức thời lên tận 360A. Đấy, trong vòng 3 giây liên tục. Điện 12V và cái này thì nó sẽ tắt mở mà khi nó sử dụng cái cơ cấu là lâm châm điện nó hút lại. Còn cái này thì nó sử dụng cơ cấu khác các bác nhé. Lắp tiền nó sử dụng cơ cấu khác. Thì cái này thì nó sẽ có, chúng ta cấp cái nguồn điện cho nó 12V nhưng mà không được sử dụng 24V, cái này chỉ sử dụng 12V thôi. Nếu các bác lắp mà bình 24V thì các bác sử dụng cái điện nuôi này. Điện nuôi này thì các bác sử dụng cho em cái điện 12V thôi. Đấy, cái này thì chúng ta sẽ nối cái dây nó sẽ có ký hiệu đây. Cái dây black là nối vào cái pin 85. Đây, black nối lên 85 cái màu đen. Ta nối dây 85. Đây. Đấy. Cái dây đỏ thì chúng ta nối vào cái dây 86 đây, chính là dây này. Chúng ta nhớ đấy nhá. Đây, đầu này lên đây. Dương là 86 còn âm là 85. Chúng ta cắm vào rồi điện nuôi nó. Và cái đầu này thì chúng ta nối với bất kỳ đầu âm đầu dương đều được. Thì trong cái bộ này nó đi kèm theo cái một cái âm này. Một cái dây đồng này để trong trường hợp mà chúng ta có thể bóp vào cái đầu dây của chúng ta điều khiển này, cọc nối vào điện âm này. Đấy, cứ nối đây này, đầu cầu nối sang đây này, nó sẽ có đủ luôn hai cầu cho các bác nhé, bộ phun đủ luôn. Đấy, cái cầu này chúng ta nối để bắt vào đây. Đấy. Nó bắt đây. Đầu cầu này có hai lỗ, một lỗ to, lỗ nhỏ, thì lỗ nhỏ chúng ta bắt ở đây. Kia. Đấy, đầu còn lại ta bắt đây nhá. Đấy, các bác bắt trước, khi bắt cái này thì dễ hơn. Đấy. Cái đầu còn lại thì chúng ta bắt vào đây. Nó hai đầu âm dương, đầu to đầu nhỏ, chúng ta bắt đầu to đầu nhỏ đây. Quay cái vị trí nó tương thích. Để khi chúng ta lắp bình cho quy làm sao nó gọn nhất. Nó không vướng cái xe của bạn. Cái này sử dụng cho tất cả các loại xe ô tô, từ máy dầu, máy xăng, xe con đều được các bác nhé. Xe tải từ 2 tấn rưỡi đổ lại đều được. Lắp vào đây. Đấy. Ta có thể sử dụng cả lê, chúng ta định vị tất cả vị trí nó vào nhau. Thì các bác chú ý là cái điện dương này nhá, thì chúng ta lấy luôn ở cái đầu phía này nhá, chúng ta không được lấy đầu này. Đầu này chúng ta chỉ có điều khiển được một chiều thôi. Đấy. Điện dương thì chúng ta bắt vào đây. Cái đầu âm còn lại của cái này thì chúng ta bắt trực tiếp vào cực âm này luôn, ở cực dương, à, được âm rồi, xin lỗi. Được âm ở đây. Đen là âm, các bác nhé. Đen là âm gì các bác, nhìn ác quy nó sẽ có đầu âm là trừ này, cộng là dương này.
Đấy, màu đỏ thì chúng ta lắp sang cực dương. Đấy. Lắp cực dương thì bình thường đây là cái bình mà em tháo ra ngoài. Nếu như bình thông thường thì nó sẽ có một cái chân như thế này. Đấy, chúng ta có thể lắp vào đây. Tạm đây cho các bác. Đấy. Đây. Và cái đầu còn lại ở trên cái dây của xe chúng ta để nguyên. Đấy. Khi mà chúng ta lắp ấy thì nó sẽ có một cái đầu này. Con đầu này nó cho đi theo các bác nhé. Đầu này đi theo thì nó sẽ có một cái con ốc. Nhưng mà rồi. Còn lại nó sẽ có một con ốc nhỏ. Còn ở đây. Còn chúng ta phải bắt trực tiếp vào đây. Trực tiếp đây thì chúng ta chụp cái cọc bình giữa cọc bình cái cọc cũ của chúng ta như là chúng ta chụp thẳng vào đây là ok, còn nếu không thì chúng ta sẽ dùng một con ốc để bắt ra đây. Đấy. Thay vì cọc âm mà chụp vào đây thì chụp vào đây cái mà cái đầu dương vẫn để nguyên là chúng ta có thể điều khiển cắt mát được. Đấy. Đây thì nó sẽ có những cái đầu dây để chúng ta chụp để bảo vệ cho nó kín để điều khiển. Bây giờ em sẽ test thử cái này cho các bác xem. Còn cái bóng đèn này. Đấy. Đây là cực âm này. Đây là cực dương này. Đấy. Bình thường thì nó sẽ ngắt như thế này. Đấy, nhưng mà khi chúng ta bấm này. Đấy, nó sẽ đóng lại. Và khi chúng ta về nhà chúng ta không sử dụng mát nó đỗ qua đêm thì chúng ta bấm vào đây. Tự động sẽ tắt. Đấy. Và sáng sau ra thì chúng ta mở vào cái này. Đấy. Các bác có thể thấy rất là nhạy. Nó có hai điều khiển đi theo. Cái bộ này có hai điều khiển. Và các bác muốn chép thêm điều khiển thì các bác qua cái cửa hàng chép khóa cửa cuốn ấy, các bác của người ta chép cho nó khoảng 40-50 ngàn một cái điều khiển này thôi. Đấy, bộ bán em đi kèm theo là chỉ có hai điều khiển. Đấy, và cái này thì nó có đặc điểm như thế này, ví dụ như là khi chúng ta bật lên. Đấy, thì chúng ta ngắt một cái điện thì tự động nó sẽ tắt. Đấy, ví dụ như là mất điện tự động nó sẽ tắt này. Mất điện thì động sẽ tắt, các bạn thấy chưa? Tắt luôn này. Đấy, khi mất điện thì động sẽ tắt. Chúng ta bấm nút không tác dụng gì nữa. Đây. Thì tôi bật này. Nó mở này, như tôi nhả này tự động sẽ tắt. Đấy. Cái loại này thì nó sẽ có một cái nhược điểm là khi mà bình chúng ta yếu điện quá và chúng ta để cái điện áp nó thấp quá thì nó sẽ không giữ được cái này, nó sẽ ngắt luôn và chúng ta phải bật lại một lần nữa. Thế mà cái loại này thì nó khác hẳn luôn. Cái loại này thì chúng ta có thể tháo điện ra hay là lắp điện lại thì nó vẫn nguyên như thế. Đây em có thể thử cho các loại này cho các bác xem cái khác biệt hai loại. Loại này cũng lắm nhiều thì đấy nhá, nó y chang không khác gì cả, một đầu như này, đấy. Đầu còn lại thì chúng ta lắp vào cái cọc này, giống như kia, đấy. Đầu dương, đầu âm dương lắp vào đây, đấy. Còn lại, đầu dương thì lắp xuống đây. Đấy. Đó, thì đầu dương này em test thử cho bác xem này. Ok. Đây. Bật này. Tắt này, bật này. Thế cho trường hợp cái này em có tháo điện nguồn ra thì nó vẫn bình thường. Có thấy không? Thế tháo điện nuôi ra nó vẫn bình thường. Có tắt mở nó không tắt mở. Đấy, đóng vào. Tắt này. Bật này. Đấy, khi mà chúng ta có đề xe điện nó yếu ấy, vì điện nó không còn cấp nữa, điện nó yếu nó không đủ để nuôi cái này nữa, ví dụ trong trường hợp rút này ra đấy, thì nó vẫn còn điện để đề tiếp, nhưng con này là đề nó sẽ nếu điện bình người ta yếu nó sẽ tụt xuống và nó sẽ ngắt cái này là không đề tiếp được. Đấy, ưu điểm của loại này nó như thế. Loại này nó là công tắc mà đóng mở, ví dụ như là em có tắt đi này, bật này, tắt này, đấy, tháo ra tháo vào thì nó không ảnh hưởng gì đến điện của nó cả. Đấy.
Và cái này thì nó sẽ có cái chức năng điều khiển bằng app điện thoại các bác nhé. Chúng ta sử dụng quét cái này để điều khiển app điện thoại. Đấy, cái này em sẽ phải dọc này. Sẽ làm một cái video hướng dẫn các bác cụ thể về cái cài đặt cái quét như thế này. Đấy, cái loại này sẽ đi kèm theo một điều khiển các bác nhé. Và cái loại này có em, bên em cái loại mà có app này bên em đang bán với giá là 830 ngàn. Đấy, các bác có nhu cầu vui lòng liên hệ với số điện thoại em ghi ở trên màn hình. Đấy, hoặc là vào website nguồnmay.com để mua cái sản phẩm này. Đấy, rất ổn định các bác thấy chưa? Bật tắt nó đứng nguyên, nó không như cái loại kia. Đấy, muốn tắt nó có điện này. Đấy, bật tắt.